Hello, xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của Dubeike. Thì đứng cạnh em ngày hôm nay là anh Hạnh, kỹ thuật viên của Dubeike, và kèm phía đấy là chuột bạch của nhà Dubeike bọn em. Trước tiên này mình cùng giới thiệu qua cho quý vị khán giả cùng biết được bộ sản phẩm mà Nodo cho VF3 này có những cái gì đã nhỉ? Thì đầu tiên mình xin giới thiệu mọi người nhé. Ngoài đây là vỏ hộp này. Đây, đóng gói rất cẩn thận nhá anh em nhé. Trong này gồm một, đầu tiên là một hộp module này mọi người này. Hộp module giải mã này. Tiếp đó là bộ rắc cắm chuyển zin 100% này, để kết nối với từ màn zin của xe. Đó, với cái màn Odo mình lắp thêm nhé. Đây, màn Odo của mình sẽ là màn này. Đó. Được bọc rất cẩn thận luôn. Đây. Rồi, ngoài ra có cả phụ kiện đi kèm của cái gói combo này thì bao gồm những gì nhỉ anh Hạnh ạ? Phụ kiện đi kèm thì nó sẽ gồm là hai cam gương nữa, hai cam gương hai bên này. Đây là bộ cam gương này, được đóng gói rất là cẩn thận nhé. Có đầy đủ phụ kiện cho mọi người khi lắp đặt luôn này. Cậy này, băng dính này. Đây, bên trong này gồm hai mắt cam này, dây cam và mũi khoan này. Đó, đây. Mắt đây. Mắt này là mắt Sony nhé. Cùng với đó là bộ phụ kiện kèm theo để làm là mũi khoan này và gioăng cao su này. Đó. Cùng đó là cái bộ áp suất lốp tích hợp trên cái màn Odo zin này luôn này mọi người này. Bộ áp suất lốp này là bộ áp suất lốp van trong hay van ngoài anh ạ? Cái này là van trong đại ạ. Như lúc đầu video em có nói thì chiếc VF3 này là chuột bạch của nhà em. Đây thì hơi bừa bộn một chút nhá, cho nên anh chị em thông cảm cho em một chút. Rồi, anh em mình cùng bắt đầu đi vào chi tiết lắp đặt nào. Thì đầu tiên để lắp được cái màn Odo này mọi người này thì mình cần phải lấy bộ dây nguồn ra và mình sẽ đi dây nhá. Đây là bộ dây nguồn này mọi người này. Mình sẽ đi dây và hướng dẫn mọi người luôn cách để mọi người đi dây cho đúng nhá. Đó, đây. Mình xác định luôn chiều dây này. Cái rắc to này mọi người này sẽ cắm đổi chuyển đổi ở trên sau màn này này. Đó, còn rắc đây này, rắc chuyển đây nữa này. Thì mình sẽ cắm vào cái hộp module giải mã như lúc đầu mình có nói với mọi người nhá. Sẽ cắm vào đây. Đấy. Thì để đi dây như nào cho hợp lý mà tiện lợi cho mọi người nhất ý, thì mình sẽ chỉ mọi người luôn. Mọi người tháo cái cốt phụ này ra nhá. Tháo cốt phụ này ra. Đấy. Tháo cốt phụ này rất dễ, bóp hai này mà. Đặt ra là ra. Đây là cốt phụ này. Phía trên màn này thì mình đã tháo rồi, nhưng mà mình cũng sẽ nói mọi người cách tháo, nó cũng rất dễ thôi. Ở trên màn này nó sẽ có một cái ốp nhựa như này này. Đấy. Chỉ trong cái hộp này mình có cho cái hộp mình bán ấy, mình có cho mọi người thêm một cái cậy nhựa ấy. Đây, nó là cái cậy nhựa này này mọi người này. Thì mọi người dùng cái cậy nhựa này cậy cái này lên là nó sẽ bật cái này ra này. Và sau cái màn này này nó sẽ có ba cái ốc hoa thị nhá mọi người nhá. Thì mọi người dùng cái đầu hoa thị hoặc cái tê hoa thị mọi người vặn ra, kéo cái màn này ra là ok nhá. Mới đây mình đã tháo rồi, còn rất là dễ thôi. Mình đã tháo này cho cái quy trình nó nhanh hơn một chút để mọi người đỡ mất công xem nó lâu. Thì cái rắc chuyển nó sẽ là rắc này mọi người này. Đó. Khi mọi người tháo ra thì mọi người lót cái khăn vào đây. Những cái xe này nhà mình thì thật sự mọi người là anh em test nhiều quá rồi, mình cũng không lười không lót khăn đấy. Những xe của khách nhà mình sẽ lót này. Đấy, đây là rắc chuyển này. Chỉ để đi dây nhẹ cho hợp lý nhá. Thì đây, dây chuyển này. Mọi người luồn tay dây chuyển này, luồn lên đây này. Chỗ khe này, nó có cái hốc này. Đó. Mọi người kéo lên là ok luôn. Đây, kéo lên nhờ. Kéo lên, nó lỏng lắm một chút. Đấy, như này ok này. Thì mọi người rút cái rắc này ra nhá. Nhớ là để sau này nhá, đừng rút cái rắc này ra, không cắm vào đây nhá. Đây, rút cái rắc này. Rút cái rắc này. Đó. Cắm chuyển lại. Đấy. Rắc này cắm vào đây. Chạy lại. Đấy, mọi người đẩy nó về góc bên phải này. Đẩy về góc bên phải này. Đấy, như này là xong bước ở trên này nhá. Đấy, trên màn này nó chỉ có từng đấy thôi. Thì xuống dưới đây có những cái gì? Thì đây nó sẽ có một cái dây cầu chì này. Cái dây cầu chì này là dây AC nhá, ACC nhá. Đó. Và cái dây tiếp theo nữa là cái dây của cái rắc mà cắm vào màn Odo này.
thì mọi người trụm hai cái dây này vào lại là một này, luồn qua cái cốp phụ này, luồn qua cốp lốp phụ này xuống dưới này, đây mọi người luồn qua cái sắt này nhá, xuống dưới này chi tiết thì mọi người dễ hình dung. Qua sắt này đấy, luồn qua đây rồi. Thì anh em là nếu mà là anh em thợ thì anh em nên cuốn băng dính vải hết cái phần dây điện này vào nhá. Đây mình hướng dẫn cho anh em thôi nên là mình chưa cuốn. Đấy, nói rõ anh em hiểu đấy. Thì anh em luồn tay vào đây này. Đằng chỗ này nó rất là rộng này, luồn tay qua sang đây. Luồn tay sang đây, anh em lôi cái dây này sang đây. Đó, lôi sang đây này. Thì cái dây này thì sẽ lắp vào màn này, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người luôn để tháo cái màn này ra để lắp cái rắc này vào nhá. Còn đây là dây nguồn này, dây ACC này. Thì tí cắm cầu chì mình sẽ chỉ cái vị trí cắm cho mọi người nhé. Rồi đến bây giờ để mình sẽ tháo cái màn này ra và mình sẽ cắm cái rắc này. Muốn cắm được cái rắc này thì mọi người phải tháo cái màn này ra, bốn con ốc này. Mọi người đi dây sau khi đi kéo dây được dây ra đây thì mọi người đi qua lên trên này nhá, thì mọi người đi qua đây, đi qua đây trước đi. Đấy, cho dưới cổ vô lăng này. Đấy, dưới cổ vô lăng này chưa, xong bắt đầu tháo cái màn này ra này. Mình sẽ có bốn con ốc nhá, mình dùng cái tô vít này, đây tô vít này. Mọi người xoáy đây, tháo bốn ốc ra. Mình sẽ xoáy con này, mình sẽ đấy, tháo này. Mà nhấc này này, nhấc nhẹ không? Để úp này nhá, không đừng để ngửa lại nhá, ngửa lại rơi ốc nhá. Úp xuống đây. Mình để úp, mình lười mình không bỏ ốc ra, mình sẽ để úp xuống như thế. Cái rắc này, mọi người xác định chiều rắc này. Cái rắc này nó sẽ chia làm cái ngạnh này, cái ngạnh nhỏ này và chiều khuyết này, mọi người nhìn này. Chiều khuyết xuống dưới đúng không? Mình cắm xuống dưới, cắm chuẩn chiều thế. Đừng cắm ngược nhá. Đó, như thế được. Xong mọi người gấp cái dây về đây, đặt cái này lên là nó. Đấy, không nha. Cũng coi nhà văn lại ốc nhá, là ok nhá. Đó, thế này là xong nhá. Thì cái dây này mọi người, cái đồng hồ mọi người sẽ đặt đây này. Mọi người có dây nó dài ấy, mọi người kéo hết xuống dưới. Đấy, kéo hết xuống dưới, tí mình thít xuống dưới. Xong màn nha. Đây, trước khi dán nhá, mọi người ướm này. Ướm làm sao nó ôm khít đẹp nha. Là ok này. Xong mọi người bóc cái 3M ra. Dán lên đây. Là xong. Xong phần màn nhá. Tiếp theo đó là đến phần cắm cam này. Trên cái bộ cam này mọi người này, mọi người xác định này. Đây là hai mắt cam gương nhá. Màu tím này người ta đã đánh dấu này, màu tím với màu tím này. Và cũng có ký hiệu luôn ở trên này trái phải rồi. Thì mọi người cắm cái chiều cam này, cắm đúng theo chiều dây này nhá. Đây, mắt cam nó sẽ là màu này, màu tím thế này, mọi người cắm theo chiều này. Đấy, mắt cam nó chiều này, mọi người cắm theo chiều này nhá. Để mọi người khi chạy dây không bị nhầm nhá. Chiều này là sẽ chạy ra ngoài cánh cửa kia kìa. Đó, và chiều này sẽ cắm vào trong xe này. Thì ở trong này đây, mình đã chạy dây này, bó dây này. Đấy, ở trong cái bó dây này này, nó gồm hai cái rắc dây cam này mọi người này. Đấy, hai rắc dây cam này. Thì mọi người sẽ cắm cái rắc dây cam này vào đây là ok luôn. Đó. Đó, đây là một bên, ở đây là một bên. Cắm đúng nhỉ. Thì cắm đúng nhỉ thì sẽ lên nhá. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để mọi người đi dây như nào cho nó dễ để đi dây được ra cái cánh cửa này nhá. Xong phần khoan gương thì mình sẽ nói mọi người sau. Đây là dây, sẽ hướng dẫn mọi người đi dây ra ngoài nhá. Thì để chạy được cái dây cam này ra ngoài nhá, thì mọi người xác định này, mở cánh cửa ra này và nhìn gioăng này, đây phần gioăng này. Thì mọi người giật cái gioăng này ra. Đó. Đây là gioăng cánh này, đây là gioăng trong này, mọi người giật mạnh này. Đây. Để mình giật cho mọi người. Nó cũng đơn giản thôi, nó không khó. Giật mạnh tay. Mạnh nha, là ra cái gioăng này rất dễ không? Thì để luồn được cái dây này ra thì cần làm gì, mọi người cho tìm cho mình đúng cái dây đấy. Cái chiều đây mọi người này, chiều này là chiều cắm vào cam nhá, thì nó sẽ ra ngoài cánh cửa nhá. Còn chiều này cắm vào hộp này, dây từ hộp ra này thì nó nằm trong nhá. Thì mọi người xác định luôn cho mình là dây này chạy ra ngoài này.
luồn tay vào đây, đằng sau hốc cốp phụ này, khi mọi người đã giật ra rồi nhá. Thì mọi người luồn tay vào trong này. Đúng với cái giò này luôn. Chú xem đó. Đúng với cái giò này luôn này. Đây, nó bên ngoài này. Cạnh cái này là đúng không? Mọi người cho cái dây ra. Đói. Cho dây này ra. Cho dây này ra này. Thì để luồn được cái dây này qua cái giò này thì mọi người chuẩn bị cho mình một cái que luồn nhá. Que luồn mọi người tự tìm nhá. Cái dây thít cứng được hoặc que sắt nào nhỏ nhỏ cũng được. Mình có cái này thì mình sẽ luồn cái này. Thít cái đầu đấy. Băng dính. Trong hộp nó có cho băng dính, mọi người lấy dùng băng dính. Quấn chặt nó lại. Để một cái đầu nó dài tí, mình còn có đầu mình cửa luôn vào đây. Xong rồi. Chọc xuống đây, chọc vào cái giò này. Rút ra. Chúng là để rút dễ thì mọi người dùng một cái gì đấy nó trơn trơn, mọi người bôi vào đây này. Bôi trơn rồi. Chỉ rút chạy dây nó sẽ dễ hơn. Cắm mấy cái giấc cam này luôn. Đừng chạy ra cái này dài quá nhé. Dài quá nó sẽ thừa. Còn lại bao nhiêu mình dồn hết vào trong này. Mình bó gọn vào trong này. Cho đẹp đi á. Thì để chạy cái dây cam này mọi người ơi, chạy dây cam này lên trên này, cách nào mà thuận tiện nhất cho mọi người thì mọi người không cần tháo hết tắp đi ra đâu, mà mình chạy thẳng một phát từ đây dưới này lên đây sau này. Chỗ này nó có một khoảng hở của cái gương này rất là rộng này. Đấy, chạy thẳng một phát vừa lên. Thì mình có cái que luồn sắt này. Đấy, sắt này mình sẽ luồn dưới. Rất nhanh cho mọi người không cần phải tháo cánh làm gì cả. Thường những xe khác là phải tháo cánh. Nhưng con VF3 này luôn có đây nó tiện. Xong kéo lên thôi. Ngài, em già em. Kéo lên thôi. Đây, dây cam này. Đấy. Luôn là cái đầu dây này đến đây thôi nhá mọi người nhá. Bởi vì cái dây mắt cam của mình còn lại nó còn cũng rất tương đối dài đấy. Chứ mọi người kéo dây dài quá nào nó sẽ thừa. Đó, để đây. Để mình tí nữa khi đấu cái gương mình sẽ chỉ tiếp cho mọi người. Đó, xong phần này mọi người đóng lại này. Tương tự cánh bên kia cũng vậy nhá. Bên kia thì nó cũng giống thôi nên mình cũng không phải nói lại nữa. Cánh bên này như nào thì cánh bên kia nó giống y hệt như vậy nhá. Không khác gì cả. Xong mọi người đóng lại cái giáp này. Đấy. Này ok. Tương tự cái gương bên, dây bên kia nó sang đây cũng vậy thôi. Thì phần cấp nguồn cho cái bộ màn ô đô này thì nó cũng rất là đơn giản thôi nhá mọi người nhá. Đây là cầu chì của cái màn này.
thì mọi người nhìn lên trên cái bảng cầu chì này, mọi người có thấy cái rổ cầu chì phụ không, cầu chì sơ cua này, nó có một cái đây, nó có một cái kẹp này, mọi người nhấc cái kẹp này ra đấy, mọi người rút con 5 này ra đây, con 5 này mọi người kẹp vào đây, tắt máy đi nhá, dùng rút ra, rút mạnh nha đấy, xong cắm trả vào cái cầu chì này cho mình, cắm chì này, cắm trả lại vào cầu chì cho mình và cắm trả lại đây. Bó nó thất đèn luôn đi. Đây, cắm trả ở đây. Đó. Như vậy là xong nhá. Xong mọi người thít dây gọn gàng vào và trả lại cái kẹp sơ cua này cho xe này. Đây, trả lại kẹp sơ cua này. Là thành công nhá. Là màn sẽ lên nhá. Sau khi mọi người làm tất cả những cái bước mà mình đã hướng dẫn nhá, thì mọi người nhớ cắm lại cái hộp module này. Đây này, hộp này là hộp giải mã này. Mọi người, đây này, cái rắc của nó đây này. Mọi người cắm lại vào đây, cắm vào đây. Đó, cắm vào như vậy. Và mọi người thít chặt vào đây giúp mình. Đây, thít chặt vào là ok nhá. Là tất cả gần như là đã xong đến 99% rồi đấy. Về phần cái gương này mọi người lưu ý một chút nhá, khi mọi người tháo được gương ra rồi để mình khoan lỗ mắt cam ấy. Đây, ở đây mình đã khoan trước rồi, để sẵn rồi để mọi người xem cho nó nhanh. Thì mọi người cậy cái nắp này ra, nắp này rất là dễ thôi. Đây, cái gương, cái lỗ cam ấy thì mọi người, đây là chiều của cái gương này, thì cái lỗ này, lỗ để đặt mắt cam này, thì mọi người khoan check ra phía bên góc này, để mục đích làm gì, để khi cái mắt cam này lắp lên nhá, khi lắp cái mắt cam này thì cái đuôi mắt cam này nó không bị chạm vào đây này. Đấy, nên là mọi người khoan check cho một chút này, như mình này, như ảnh mình đã làm này, đó, check cho một chút thì đút cái này lên là vừa luôn, thì nó sẽ cho một cái rong này, thì mình dùng cái rong dày này nhá, rong dày này mình đút lên này, đút lên. Ở trong cái bộ của mình nó cho sẵn một cái mũi khoan này nhá. Mọi người khoan đúng bằng cái mũi khoan đấy là vừa zin luôn. Đây, xong đút này lên. Mắt cam. Đút cái mắt cam này. Đấy, mình đút hơi hờ như này thôi đã. Mình chưa đút chặt mà mình đút hơi hờ ra để tí nữa mình chỉnh trên màn nữa, xong mình găm lại. Dây này, dây thì mình cho vào trong này nhá. Đây có cái xốp này, còn cậy xốp này. Cậy cái xốp này này. Đấy, đi âm ở trong cái xốp này, đút ra đây. Đút ra đây. Rất là đẹp và thẩm mỹ luôn. Xong mình gắn lại thôi, úp lại nha. Úp cái xốp này lại này, giải nó. Đấy, như này. Và lưu ý này, chiều cái gương này, đấy, cái gương này gương bên phụ này, thì cái mắt cam này sẽ quay lên trên kia, quay lên đầu trên, đây là mình đang hướng ở chiều mình nhìn nhé. Cái mắt cam này quay lên kia thì đồng nghĩa với việc cái phần dày của cái rong này, mọi người phải đặt nó hướng vào trong về phía sau nhá. Để làm gì, để khi mình chỉnh cái mắt cam này lên trên này, mắt cam này lên trên nhá, mình sẽ xoay cái mắt cam này cho mọi người hình dung. Còn thực tế thì tí mọi người sẽ nhìn ở trên màn hình nhá. Đó, mình sẽ quay như này. Mục đích là để làm gì, để cái phần đây này, phần mắt cam này hướng lên trên này, nó sẽ nhìn được rộng hơn. Mình sẽ đẩy sát lên, mình sẽ mô phỏng đẩy sát lên để chiều này nó cao hơn, là chiều này thấp hơn này. Đấy, nó sẽ đẩy sát lên trên một chút để nó nhìn về phía trước nhiều hơn. Đó, như này thôi, như này là xong rồi mọi người. Vâng, và vừa rồi là quy trình lắp đặt bộ màn Odo dành cho VF3. Vâng, và rất cảm ơn anh Hạnh đã giúp em hỗ trợ mọi người trong quá trình lắp đặt vừa rồi. Trong cái quy trình lắp đặt vừa rồi, nếu như mà anh chị em nào mà còn chưa hiểu hoặc là còn thắc mắc gì thì có thể liên hệ trực tiếp với đường dây hotline em để ở phía bên dưới bình luận, hoặc có thể đến trực tiếp Dubai Care để được lắp đặt và tư vấn cụ thể hơn nhé. Cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi Dubai Care trong suốt thời gian qua. Nếu như mà xem video thấy hay thì nhớ để lại cho Dubai Care một like và một subscribe để ủng hộ cho Dubai Care nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần sau. Xin chào. Chào mọi người nhé.